tròn chào gió mới, vào lớp hoa đời thật tinh khôi, nét chữ xinh xinh đang dần nên nét người, mái trường thân yêu khi ngày tháng tươi vui, vì học sinh thân yêu, vì ngày mai đang lên, người thầy giáo thân yêu dắt dìu đàn em, cả cuộc sống vượt lên nâng niu những trời non, xuân về tương lai dạt dào niềm tin, bác vẫn vui bên đàn cháu. Đoàn quân tinh hoa rộn ràng bước đi trên khắp trời quê hương, ta khúc xiết mừng vui khi lớp lớp tuổi xanh theo đảng làm nên sự nghiệp vẻ vang. Việt Nam nhìn cờ thấy tổ quốc, nhìn cờ thấy nhân dân, dưới bóng cờ ta bước khắp nơi xa nơi gần. Lá cờ đoàn ở phía bên phải có gắn huy hiệu đoàn tượng trưng cho sức mạnh, ý chí của đoàn thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lá cờ đổi ở phía bên trái có gắn huy hiệu đổi tượng trưng cho truyền thống cách mạng, tượng trưng cho lòng yêu tổ quốc, là niềm vinh dự và là niềm tự hào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Sau hình ảnh lá cờ là kiểu của Bác Hồ kính yêu rực rỡ cờ hoa, hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Tuy bác đã đi xa nhưng hình ảnh của người vẫn còn sống mãi trong chiều trái tim Việt Nam. Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm cả non sông tròn kiếp người. Chi đội 8 chúng em luôn rèn luyện thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Chi đội đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và góp phần không nhỏ cho thành tích chung của nhân đội khá nhà. Những bức măng non sáng nhất đổi trên không gian biển tiền phong Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, chi đội 8 chúng em luôn rèn luyện và học tập để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Người đứng đầu chi đội gương mẫu luôn hoàn thành tốt trong công tác đội cũng như trong học tập và luôn điều hành tốt các đội viên của mình, gồm 100 đội viên. Thank you.
đội 68. Kính thưa quý vị, Bác Hồ đã từng nói mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Luyện tập thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không hề tốn kém, không hề khó khăn. Gái trai già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy thì sức khỏe dân thường thì đất thình. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục, tự tôi ngày nào cũng tập. Tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, rèn luyện sức khỏe của Bác Hồ cách đây hơn 70 năm vẫn còn nguyên giá trị và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Tuy là áng văn Bác Hồ, một di sản vô cùng quý báu, không chỉ đối với ngành thể dục thể thao mà của toàn đảng, toàn dân ta, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thank you.
toàn thể bà con nhân dân, các bạn đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng, chi đội 8 vừa hoàn thành xong các biểu tượng số 7, số 8, số 2, số 9 là biểu tượng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mỗi người dân Việt Nam dù đang ở bất cứ nơi đâu, hay trong lòng đất mẹ, hay ở tổ quốc, hay ở xa tổ quốc, đều không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ về khí thế đầy hào hùng, sục sôi và đầy náo nức của những ngày đầu cách mạng. Biểu tượng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng nói ấm áp của người, đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và dù cho năm tháng đi qua, tinh thần của tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 vẫn còn đời đời bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau.
có một năm học mới đầy tươi vui, hứng khởi và gặt hái được nhiều thành công trong học tập. Chúc hội trại hè năm 2023 thành công rực rỡ! Xin chúc mừng các em trên đội 8 đã hoàn thành phần thi tri thức của mình. Chúc các em sang năm mới, sang năm học mới có nhiều thành tích trong học tập và sức khỏe. Vừa nữa ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tri đội 8 đã hoàn thành phần thi của mình. Tuy thời tiết rất nắng nóng, một lần nữa ban tổ chức chúc mừng các em